Phần trước thì chúng ta đã ôn lại các cái khái niệm cơ bản cũng như là các nguyên lý cơ bản trên đồ thị Smith, các khái niệm về Z, Y, Gamma và các cái đại lượng này nó sẽ biến đổi như thế nào khi mà nó gặp phải các cái phân tử trên mạch cao tần như là LC mắc nối tiếp song song hoặc là các dây dẫn sóng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm các bài tập ví dụ. Thì có 3 dạng bài tập ví dụ cơ bản mà chúng ta học ở trong chương trình. Nhất là gồm có mạch chữ L hai phân tử mắc nối tiếp và song song, LC nối tiếp hoặc là song song. Hai là dùng các dây dẫn sóng kết hợp với LC mắc song song. Và ba là sử dụng toàn bộ các dây dẫn sóng và gọi là các stub. Thế thì với cái dạng đầu tiên, chúng ta cùng đi vào đây là mạch chữ L hai phân tử hay là mạch L và C mắc nối tiếp vào song song. Thì trình tự thực hiện ở đây thì thực ra trên lớp chúng ta cũng đã có cái slide nói về cái trình tự này rồi. Đấy. Thì bài tập ví dụ ở đây chúng ta nhìn thấy là nó bây giờ cần phải nối giữa nguồn là một cái máy phát transmitter có trở kháng là 150 cộng với J 75 ôm và nối đến một cái anten hay là tải. Ở đây có trở kháng là 75 cộng J 15. Tần số hoạt động là 2 GHz. Đấy. Thì chúng ta cùng nhau giải cái bài tập này. Đây, trình tự các bước làm thì đầu tiên là đơn giản là chúng ta cùng nhau chuẩn hóa mấy cái trở kháng này đã. Đúng không? Chúng ta sẽ có Z của transmitter hay là nguồn theo 150 cộng với J 75 ôm thì suy ra là trở kháng chuẩn hóa của nó sẽ bằng chia cho Z0. Và sẽ bằng là 3 cộng với J nhân cả 1,5. Tương tự trở kháng của anten hay là chúng ta gọi là trở kháng của tải sẽ bằng 75 cộng với J 15 ôm thì suy ra là trở kháng của tải chuẩn hóa sẽ bằng 1,5 cộng với J 15 chia cho 50. Chia 50 hay bằng 0,3. Vậy là bằng 0,3. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ phải biểu diễn hai cái trở kháng này lên trên đồ thị Smith. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cách mà tiếp cận là từ phía tải nhìn về nguồn. Như vậy chúng ta sẽ phải biểu diễn ZL và ZS sao lên. Như vậy ZS sao của chúng ta sẽ có là 3 trừ đi J nhân 1,5. Vậy trên đồ thị Smith tôi sẽ biểu diễn ZL và ZS sao. Nhắc lại là chúng ta có ZL thì bằng 1,5 cộng với J 0,3. Rồi, chúng ta cùng tìm ZL bằng 1,5. Ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây là 1,4, 1,6 nhân 1,5 ở đây cộng với J 0,3. Vậy là chúng ta có 0,2, 0,4 như vậy 0,3 sẽ nằm ở đây. Như vậy chúng ta sẽ có điểm ZL ở đây. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tìm điểm ZS sao. ZS sao là bằng 3 trừ đi J 1,5. Như vậy là nó là 3. 3 ở đây. Trừ J 1,5. Như vậy là 1,5. 1. Chúng ta có 1,4, 1,6, 1,5 ở đây. Như vậy nó sẽ nằm ở giữa chỗ này. Z
sao? Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ các vòng tròn có phần thực không đổi đi qua ZL và ZSA. Như vậy nó sẽ có hai loại vòng tròn R và vòng tròn G không đổi. Như vậy sẽ có bốn vòng tròn cần phải vẽ. Vì như chúng ta đã nói từ phần trước, khi thêm LC vào thì phần thực nó không thay đổi, nó chỉ có thay đổi phần ảo thôi. Thế thì thực ra thì chúng ta nhìn ở trên đồ thị nó cũng đã có các cái vòng tròn đi qua đây rồi. Thì ví dụ như là ZL thì nó có vòng tròn 1,5, chúng ta nhìn thấy luôn rồi, đúng không? Hay là ZS sao thì nó sẽ có vòng tròn 3 đây rồi. Tuy nhiên là chúng ta cứ vẽ ra để cho nó dễ nhìn. Đầu tiên là vòng tròn đi qua Z2, vòng tròn đi qua ZL trước này. Thì trong thực tế các bạn sẽ in cái đồ thị Smith này ra và vẽ bằng Compound Gucci thì nó sẽ nhanh hơn là tôi sử dụng máy tính. Vậy là chúng ta vừa có vòng tròn phần thực R đi qua ZL, bây giờ chúng ta vẽ vòng tròn G đi qua ZL. Tương tự bây giờ tôi lại vẽ các vòng tròn R và G đi qua ZS sao. Là tôi đổi màu các vòng tròn đi qua ZS sao thành màu xanh và màu các vòng tròn đi qua ZL bằng màu đen cho dễ quan sát. Thế nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy các cái đường dẫn để dẫn được từ ZL về ZS sao. Theo cách ví dụ như là các bạn nhìn thấy chúng ta có thể đi từ ZL đến cái giao điểm số 1 ở đây. Chỗ này chúng ta sẽ có một điểm. Như vậy từ ZL lên đến điểm A này chẳng hạn. Rồi từ A đi xuống ZS sao. Hoặc là chúng ta sẽ đi từ ZL xuống cái điểm B. Rồi từ B đi ngược lên ZS sao.
Như vậy chúng ta sẽ có, trong trường hợp bài toán ví dụ này chúng ta sẽ có hai nghiệm. Một là đi từ ZL đến A rồi đến ZSA, hoặc từ ZL xuống B rồi đến ZSA. Đấy, tùy vào số giao điểm của bốn cái đường tròn này. Đấy, như vậy nó có thể có 4 hoặc nhiều hơn các nghiệm. Thì chúng ta chọn để giải ví dụ một nghiệm. Ví dụ chúng ta chọn từ ZL đến A rồi từ A xuống đến ZSA, đúng không? Thì như vậy mạch của chúng ta thiết kế sẽ gồm các phần tử nào? Từ ZL đến A là nó di chuyển trên đường tròn R không đổi. Như vậy từ ZL đến A đường tròn R không đổi, thì như vậy là phần tử thêm vào ở đây sẽ là phần tử nối tiếp. Và nó di chuyển từ ZL đến A thì các bạn sẽ nhìn thấy nó làm tăng phần ảo của chúng ta. Ví dụ chúng ta nhìn thấy phần ảo của nó đang chỗ này đang là từ 0,3, đúng không? Thì điện A ở đây thì nó sẽ cỡ khoảng 1,8, như vậy nó tăng phần nào. Thì như vậy là nó sẽ là phần tử ở đây chắc chắn là L nối tiếp. Sau đó từ A xuống đến ZS sao thì nó di chuyển trên vòng tròn G không đổi. Do đó nó sẽ là phần tử song song, đúng không? Thế thì nó sẽ di chuyển từ đây, nó sẽ là từ điểm A này chúng ta nhìn thấy nó sẽ có cái phần ảo của nó đang khoảng là 0,2, 0,3, cỡ khoảng giữa 0, âm 0,3 và âm 0,4. Chúng ta nhớ phần ảo của Y ở phía trên này, B là âm, đúng không? Xuống đến ZS sao ở dưới này nó sẽ cỡ khoảng 0,1, 0,2 gì đấy, là dương 0,11, giữa 0,15 ở giữa cái đoạn này. Như vậy là từ âm 0,3 mấy đến dương 0,10 mấy, như vậy nó làm tăng cái B lên. Đấy, như vậy là tăng B. Thì như vậy phần tử nó lắp vào đây sẽ là C song song, đúng không ạ? Như vậy chúng ta kết luận là mạch thiết kế sẽ gồm có một L nối tiếp và một C song song. Như vậy chúng ta vừa mới kết luận là mạch thiết kế của chúng ta sẽ gồm có nguồn ZS, tải là ZL. Thì từ tải đi ra nó sẽ gặp một phần tử là L nối tiếp trước, sau đó nó gặp một cái C song song rồi đổ vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xác định các giá trị L và C này thông qua cái điểm là chúng ta đi đến điểm A, đúng không? Từ ZL gặp L rồi đến điểm A, rồi từ A gặp C song song rồi đến ZSA. Bây giờ chúng ta cần phải xác định cái L này, giá trị độ lớn của L. Thì chúng ta có từ ZL gặp L nối tiếp thì đến điểm A. Như vậy chúng ta sẽ có cần phải xác định được là cái phần ảo tăng thêm này hay là delta A, thì chúng ta sẽ phải xác định là ZA của chúng nó là bao nhiêu. Bao nhiêu, đúng không? Sau đó chúng ta thấy là cái lượng thay đổi delta X gì sẽ bằng ZA trừ đi ZL. Thì nó tương ứng với cái cuộn cảm này lắp thêm vào, và nó sẽ bằng là như vậy là g delta x sẽ bằng g nhân với omega l. Đấy, từ đó chúng ta thay vào chúng ta sẽ tìm ra l thôi. À, còn phải chuẩn hóa nữa nên là nó phải chia cho z0 nữa. Thế bây giờ chúng ta xác định cái điểm A này ở trên đồ thị Smith. Thế nhìn vào đây chúng ta sẽ xác định tọa độ của nó. Vậy nó sẽ có phần thực là bằng 1,5 rồi, vì nó nằm ở trên cái đường tròn 1,5. Còn phần ảo của nó sẽ cỡ khoảng ở giữa 1,8 và 1,9, thì tôi coi như là khoảng 1,85 đi. Đúng không? Như vậy ZA nó sẽ bằng và sẽ lại quên là 1,5 cộng với g nhân 1,85. ZL chúng ta là 1,5 cộng với g nhân 0,3. Như vậy delta x của chúng ta ở đây nó sẽ bằng
1,85 trừ đi 3 là 1, gì đến đấy sẽ 1,55. Đó. Từ đó các bạn suy ra chúng ta sẽ tính ra được cái L bằng bao nhiêu, và tần số của chúng ta là bằng 2 GHz. Rồi suy ra L sẽ bằng delta x nhân với z0 chia cho omega, đây là bằng 2 pi nhân f. Đó. Và chúng ta tính cái giá trị này ra. Như vậy nếu mà chúng ta thay số vào ở đây thì chúng ta sẽ có là 1, L sẽ 1,55 nhân với 50 chia cho 2 pi, tần số là 2 nhân 10 mũ 9. Và các bạn tính ra thì nó sẽ bằng cỡ khoảng 6,17 nanohenry. Vậy L sẽ bằng 6,17 nanohenry. Tiếp tục chúng ta sẽ tính từ giá trị của C song song lắp vào, rồi từ A đến Z S sao. Và chúng ta sẽ phải gặp một cái C song song. Đó. Thì như vậy là vì là phần song song thì chúng ta sẽ xét Y. Chúng ta sẽ có IA. Thì chúng ta sẽ nhìn lên, hoặc là chúng ta đã tính được ra ZA rồi thì cho IA sang 1 trên ZA thôi. Hoặc là các bạn xác định trực tiếp trên đồ thị Smith cũng được. Thì nếu mà xác định được trên đồ thị Smith thì chúng ta sẽ có A ở đây, thì IA của chúng ta nó sẽ là giữa 0,2 và 0,3. À, vậy nó cỡ khoảng 0,227 0,26 đi, 0,27. À, thế còn phần ảo của nó sẽ là 0,3, 0,4. Với cỡ khoảng 0,35, 0,325 đi. Đấy, 0, như vậy là IA của chúng ta sẽ là bằng 0,27 trừ đi 0,325. Đây là tôi xác định hoàn toàn là bằng mắt thôi nhé. Rồi nếu mà không muốn chính xác quá thì chúng ta để 0,33 được. Hai số giao cũng phải cũng được. Và nếu các bạn nếu mà lấy IA bằng 1 trên ZA thì chúng ta sẽ ra cỡ khoảng 0,26 trừ đi gì 0,326 gì gì đấy, không không quá quan trọng. Thế còn ZS sao thì chúng ta sẽ phải tính ra IS sao của chúng ta cũng vậy. Đấy, chúng ta có ZS sao ở trên này bằng 3 trừ đi gì 1,5. Thì IS sao của chúng ta nó cỡ khoảng bằng 0,13 và 25 nhầm gì không phải 13, nó sẽ phải bằng vì nó phải a mà cùng a nó cũng phải là 0,27 và nó cộng với gì nhân 0,13, bởi vì nó phải cùng phần thực, vì các bạn thấy là nó chạy trên đường tròn phần thực g không đổi từ a xuống đến z xa, là phần thực của nó phải giống nhau. Đó. Chỉ có phần ảo của nó thay đổi. Đấy. Như vậy phần ảo của nó sẽ thay đổi từ 0,27 đến gì không 13, à tính sorry, phần ảo nó sẽ từ từ trừ 0,33 đến 0,13. Đấy. Và hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ có gì nhân với delta b, tức là chạy từ a đến z sao là thay đổi b đúng không ạ, bằng 0,13 trừ đi 0,33 nó sẽ bằng 0,46 đúng không ạ, mà cái này sẽ bằng là c song song lắp vào nên nó sẽ bằng gì nhân omega c và chuẩn hóa thì nó nhân với z0, vậy chúng ta thay vào chúng ta sẽ có c sẽ bằng delta b chia cho omega nhân với z0. Vậy delta B bằng 0,46 chia cho 2 pi 2 nhân 10 mũ 9 và nhân với 50. Đấy, chúng ta sẽ được C sẽ bằng, tính ra ở đây nó sẽ bằng 0,73
picofarad. C là 0,73 picofarad. Như vậy là chúng ta đã giải xong một nghiệm hay là thiết một cái đáp án thiết kế để phương trở kháng giữa nguồn là 150 cộng với J75 nối đến tải anten là 75 cộng với J15 bằng việc là chúng ta lắp vào đây, nếu mà nhìn từ phía tải về đến nguồn đúng không? Là nó sẽ gặp một phần tử L nối tiếp, sau đó gặp một cái C song song, giá trị của L bằng 6,17 nanohenry và C là bằng 0,73 picofarad. Thì việc thiết kế ở đây là xong. Thì tất nhiên là các bạn nếu mà làm ở nhà thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm ADS hay là Ansoft Designer để chúng ta thiết kế mạch để chúng ta test. Đấy, ví dụ chúng ta lắp vào đây, tải là 75 15, lắp vào một cái L nối tiếp và một cái C song song. Sau đó chúng ta chạy thì chúng ta sẽ ra được kết quả. Thì các bạn nhìn thấy phương trở kháng ở tại 2G rất là ok. Như vậy là chúng ta xong được cái ví dụ đầu tiên về phương trở kháng mà sử dụng mạch chữ L hai phần tử tập trung L và C nối tiếp. Thế thì hoàn toàn các bạn có thể ví dụ như ở cái bài này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tính theo cái nghiệm thứ hai là từ ZL xuống đến B, như vậy là phần tử đây là C nối tiếp, sau đó từ B lên đến ZS sao, thì như vậy sẽ là dùng L song song, và các bạn tương tự như vậy tính ra được giá trị của C và L.